Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước ở cái bài số 3, thầy đã giảng cho em và chúng ta đã hiểu thế nào là hình thang và hình thang cân rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho em cho phần 2 và phần 3. Phần 2 đó chính là tính chất của hình thang cân. Em nha. Chờ thầy lấy tờ giấy để thầy làm cho em cái hoạt động 2. Cái này thực chất chúng ta đi chứng minh cái tính chất của nó để chúng ta dùng thôi em. Câu A này. Cho hình thang cân ABCD. Ở đây người ta đã cho em hình thang cân rồi, nghĩa là hai góc kề một đáy nó sẽ bằng nhau ha. Có hai đáy AB và CD, với AB lớn hơn CD, nghĩa là AB sẽ là đáy lớn và DC sẽ là đáy nhỏ này. Qua C kẻ vỉa đường thẳng song song với AD. Như vậy thì qua C vỉa đường thẳng song song AD, đây AD đây song song này, và cắt AB tại E. Câu hỏi thứ nhất, tam giác CEB là tam giác gì, vì sao? CEB đây chính là tam giác gì và vì sao? Nhìn thì chúng ta thấy nó là tam giác gì? Tam giác cân, đúng không? Nhìn nó sẽ tam giác cân. Bây giờ để chứng minh nó là tam giác cân thì chúng ta cần phải làm cái gì? Chúng ta cần phải chứng minh tại góc này này, góc E. Góc E sẽ bằng với góc B, đúng không nào? Như vậy ở đây em thấy này, tại vì ABCD là hình thang cân nên góc A sẽ bằng với góc B, đúng chưa? Trong khi đó chúng ta thấy là AD sẽ song song với CE nên cái góc A này sẽ bằng góc E này, vị trí gì? Vị trí đồng vị. Nên từ đó chúng ta suy ra góc E sẽ bằng góc B, tại vì nó cùng bằng với góc A đây, nên cái tam giác CEB sẽ là tam giác cân. Như vậy chúng ta làm ý này trước, đúng nào? Như vậy chúng ta có là vì ABCD là hình thang cân theo giả thiết, nên từ đây chúng ta suy ra góc A sẽ bằng góc B. Ta ký hiệu đây là 1. Mà chúng ta có AD lại song song với EC theo giả thiết, nên từ đây chúng ta suy ra cái góc A, cái góc A này sẽ bằng góc E đây, nghĩa là CEB ha, CEB. Rồi góc E ở đây nó tới ba góc, góc này và góc này lận, nên ta không được gọi nó là góc E mà gọi là CEB. Còn không thì ta ký hiệu góc E1, góc E2, góc E3 ở đây, hiểu chưa? Ta ở đây là đồng vị, chúng ta phải ghi chỗ này là đồng vị. Ta ký hiệu đây là 2. Từ 1 và 2 chúng ta suy ra góc CEB sẽ bằng với góc B, nên từ đây chúng ta suy ra cái tam giác CEB là tam giác cân tại C, đúng không? Hai góc ở đấy bằng nhau thì nó sẽ cân tại C. Rồi tiếp tục, ở đây người ta yêu cầu các em so sánh AD và BC, AD và BC ha. Như vậy thì để so sánh AD và BC thì em hai này bằng nhau không? Bằng nhau. Để so sánh nó bằng nhau thì chúng ta thường đưa về xét các tam giác nha. Như vậy ở đây chúng ta thấy tam giác này là tam giác cân nên ta có là thằng này sẽ bằng với thằng này, CB sẽ bằng với CE, còn đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ xét tam giác này em, đó chính là cái tam giác này và tam giác này. Đây thầy đánh dấu này, tam giác đây và tam giác đây. Nếu em chứng minh được hai tam giác này bằng nhau thì từ đó chúng ta suy ra CE sẽ bằng với lại AD. Như vậy CE thì bằng với CB, mà CE lại bằng với AD, thì từ đó chúng ta suy ra AD này sẽ bằng với C BC. Em hiểu chưa? Hiểu phương pháp làm thế nào? Rồi chúng ta đi sang phần 2Y nha. Như vậy thì chúng ta có này, vì cái tam giác CEB cân tại đâu? Tại C. Em ghi là chứng minh trên. Chứng minh trên là phía trên này người ta chứng minh rồi này. Từ đây người ta suy ra CE sẽ bằng với lại BC. Ta ký hiệu đây là 3. Bây giờ người ta sẽ xét hai tam giác này, thầy đã đánh dấu này. Em thấy chưa nào?
ta sẽ xét cái tam giác ADE, chúng ta ADE và tam giác CED, ta phải biết cạnh tương ứng nha. Ta có, theo em ta có gì các em? Ừ. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có góc D ở đây này sẽ bằng góc E ở đây, tại vì nó là so ly trong, đúng không? Và cái góc D ở đây sẽ bằng góc E ở đây, cũng so ly trong, tại vì hai này song song mà. Và chúng ta có DE là cạnh chung, hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có cái góc ADE sẽ bằng góc CED, em ghi đây là so ly trong. Ta có DE cạnh chung, đúng chưa? Cạnh chung. Và đồng thời chúng ta còn có góc AED sẽ bằng góc CDE, cũng là so ly trong. Xét tam giác. Rồi, do đó cái tam giác ADE sẽ bằng với tam giác CED theo trường hợp là góc cạnh góc. Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra AD sẽ bằng với CE. Ở đây ví dụ là 4. Các em thấy CE bằng BC và CE bằng AD, từ 3 và 4 ta suy ra BC sẽ bằng AD nha. Từ 3 và 4 ta suy ra AD sẽ bằng với BC. Xong. Đấy đó. Như vậy câu A xong rồi này. Giờ người ta đã đưa ra chứng minh thì bắt buộc thầy cũng phải làm cho các em thôi. Chứ ví dụ người ta đưa ra sẵn, chúng ta vận dụng luôn thì chúng ta làm luôn. Nhưng mà bây giờ chúng ta bắt buộc phải chứng minh thì cứ làm theo hoạt động người ta thôi. Ta sang câu B đi. Được chưa? Cho hình thang cong MNBQ, cả hai đấy là MNBQ, so sánh MB và NQ. Giải thích. MNBQ. So sánh MB và NQ. Đúng nè. Giải thích. Như vậy thì các em ghi lại câu B này. Các em ghi là chứng minh tương tự câu A. Ta có hai cạnh bên của nó chắc chắn sẽ bằng nhau. Nghĩa là MQ sẽ bằng NB. Hai cạnh bên. Hai cạnh bên của hình thằng con chắc chắn sẽ bằng nhau, tại câu A chúng ta đã chứng minh rồi. Các em hiểu không? MB sẽ bằng NQ này. Bây giờ chúng ta còn phải chứng minh hai đường chéo nó bằng nhau này. Thì chúng ta sẽ xét hai tam giác. Đó chính là MQB, đúng nào? Và NBQ. Nếu chúng ta chứng minh hai tam giác này bằng nhau, chúng ta suy ra MB sẽ bằng NQ. Hiểu chưa? Các em ghi xét tam giác MQB và tam giác NBQ có. Có phải chúng ta đã vừa mới chứng minh là MQ sẽ bằng NB, chứng minh trên. Rồi. Và đồng thời chúng ta có cái gì các em? Có góc Q này. Tại vì nó là hình thành cong nên góc Q này sẽ bằng góc B ở đây. Các em hiểu không? Góc Q sẽ bằng góc B tại vì nó là hình thành cong. Nghĩa là cái góc MQB sẽ bằng góc NBQ. Vì MNBQ là hình thành cong. Và chúng ta có BQ là cạnh chung. QB cạnh chung. Từ đó, do đó cái tam giác MQB sẽ bằng với tam giác NBQ theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Từ đây chúng ta suy ra MB sẽ bằng NQ, điều phải chứng minh xong. Như vậy thì tóm lại tính chất của hình thằng cong nó có cái gì? Đó chính là hai cạnh bên sẽ bằng nhau và hai đường chéo của nó sẽ bằng nhau. Và cái này trong clip trước ở tiết 1 thầy cũng đã nói, ở trong phần mở đầu thầy cũng đã nói cho các em rồi. Nha. Rồi ok. Chúng ta ghi thầy phần này vô, tính chất của nó này. Như vậy trong hình thằng cong có này hai cạnh bên bằng nhau và hai đường chéo bằng nhau. Các em ngay lập tức chúng ta phải bỏ túi ngay lập tức nha. Ví dụ trong hình thằng cong MNBQ
Nghĩa là ở đây chúng ta sẽ có M, MQ sẽ bằng NB này, là cạnh B này. Và chúng ta cũng có MB sẽ bằng NQ, đây cạnh B này. Và đây chính là đường chéo này. Hiểu chưa? Nhớ như vậy. Chúng ta đi sang phần ví dụ 2. Tìm các đoạn thẳng bằng nhau có trên hình thăng cân. Đó chính là EH sẽ bằng FG, FH sẽ bằng với EG. Quá dễ luôn. Chú ý, nếu một hình thang là hình thăng cân thì nó có hai cạnh bên bằng nhau. Nhưng một hình thang có hai cạnh bên bằng nhau thì chưa chắc là hình thăng cân. Chẳng hạn người ta vẽ hình này, hiểu chưa nào? Ta đọc phần chú ý này vô nha. Ta đi sang phần thực hành 2 này. Tìm các đoạn thẳng bằng nhau trong hình thăng cân MN có hai đáy MN BQ. Thì nãy thầy đã ghi bên đây rồi nè. Đây kìa. Đó chính là đây. Chúng ta ghi thầy phần này không? Đây chính là cạnh B và đây chính là đường chéo này. MQ, MQ bằng NB và MB bằng NQ nha. Xong nha. Phần thực hành 2 này. Thực hành 2 chúng ta trả lời ở đây nè. Rồi xong. Chúng ta đi sang phần vận dụng 3 các em nha. Vận dụng 3. Ta sẽ đi sang phần vận dụng 3 các em. Một khung cửa sổ hình thang cong. Ở đây ABCD là hình thang cong rồi nè. Có chiều cao đây là 3m. Hai đáy ở đây là 3m và 1m. Tìm độ dài hai cạnh bên và hai đường chéo. Hai cạnh bên nghĩa chúng ta phải cần phải đi tính AD với BC, hai này bằng nhau đúng không? Hai đường chéo chúng ta cần tính một đường thôi, tính AC hoặc là BD thôi, tại vì hai này bằng nhau. Bây giờ chúng ta nhìn đây thầy hướng dẫn em tính này. Bước đầu tiên để tính thằng này thì chúng ta để cái này chúng ta tính không ra đâu. Chúng ta phải cần phải tính kể một cái đường cao xuất phát từ B này. Xem nha. Ví dụ ở đây chúng ta đặt nó là BK. Như vậy ở đây cũng là vuông góc này. Đó. Nhưng mà có phải là AH ở đây là bằng gì? BK thì thằng này 3 thì thằng này cũng sẽ là 3m. BK cũng sẽ là 3m. Ta sẽ ghi vô nha. Làm cái gì thì ta ghi vô. Kể đường cao BK. Nên từ đây chúng ta suy ra AH sẽ bằng BK. Và cái tứ giác này nó chính là hình chữ nhật, đúng không nào? AHKB là hình chữ nhật. Khi nó hình chữ nhật thì suy ra AHK cũng sẽ bằng với AB. HK cũng sẽ bằng AB và sẽ bằng 1 cm. Được chưa? Tiếp tục. Bây giờ chúng ta thấy này, người ta đã cho cái em ABCD, nó chính là hình gì? Nó chính là hình thăng cân. Hình thăng cân nên từ đó chúng ta suy ra AD sẽ bằng với BC và AC sẽ bằng với DB. Đúng chưa? Theo tính chất. Vì ABCD là hình thăng cân. Theo giả thiết, ta có đây là AD sẽ bằng với BC, AC sẽ bằng với BD. Ở đây là theo tính chất. Theo tính chất, các em hiểu chưa? Theo tính chất ta có điều này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xét các tam giác em. Bây giờ thầy xét cái tam giác này và tam giác này. Thấy hai tam giác này. Đó chính là AHD và BKC. Nó có gì? Có AH thì bằng với BK. Có AD sẽ bằng với BC. Đúng không? Đúng chưa? Đấy. Như vậy thì hai cái tam giác bằng nhau theo trường hợp là cạnh huyền, cạnh góc vuông. Nên từ đó chúng ta suy ra là gì? DH sẽ bằng với KC, nghĩa là hai cạnh này sẽ bằng nhau này. Thầy chứng minh hai cạnh này bằng nhau trước nha. Chúng ta xét cái tam giác AHD và cái tam giác BKC có. Đây là hai tam giác vuông đúng không? Ta có AD sẽ bằng với BC, chứng minh trên. Ta có AH
sẽ bằng với BK. Cũng chứng minh trên. Do đó cái tam giác AHD sẽ bằng với tam giác BKC theo trường hợp là cạnh huyền, cạnh góc vuông, cạnh huyền cạnh góc vuông. Nên mục đích ta đi chứng minh hai này là để chúng ta suy ra là DH sẽ bằng với CK. Các em hiểu chưa? Khi mà DH bằng CK thì bây giờ chúng ta thấy này, cái cạnh đây là mấy, là 1, mà tổng ở đây DC là mấy, là 3, đúng không? Như vậy ở đây chúng ta có này, từ đây chúng ta suy ra có phải DH sẽ bằng CK, nó sẽ bằng cái đoạn tổng là DC trừ đi cho cái đoạn HK là chia mấy, chia 2, đúng chưa? Để tính hai cái đoạn này thì chúng ta lấy cái đoạn tổng DC này, chúng ta trừ đi cho cái đoạn HK này, chúng ta chia cho 2, tại vì hai này bằng nhau này. Như vậy đây bằng 3 trừ đi cho 1 chia 2 thì kết quả đây bằng 1 cm. Như vậy thằng này bằng 1 và thằng này bằng 1. Như vậy bây giờ chúng ta đã tính ra được AD và BC cho được rồi, đúng không? Có nên hai này là khỏe rồi, được không nào? Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra DH bằng CK bằng 1, anh em 1, anh này cũng là 1, anh này 1, thì thầy cũng suy ra được cái anh HC, cái anh HC này sẽ bằng là HK cộng KC, sẽ bằng 1 cộng 1 là bằng 2 mét. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái định lý Pythagore vào trong tam giác vuông ADH để thầy tính cái anh AD này nha. Nghĩa là AD sẽ bằng BC, tính cạnh bên trước. Áp dụng định lý Pythagore vào cái tam giác AHD vuông tại H, ta có AD bình phương. AD bình phương thì sẽ bằng là AH bình phương cộng cho DH bình phương. Như vậy đây sẽ bằng 3 bình phương cộng cho 1 bình phương sẽ bằng 10. Suy ra AD này sẽ bằng căn bậc 2 của 10 cm. Ở đây cm hay là mét? Mét. Mét. Được chưa? Tiếp tục. Thầy bây giờ tính cái anh một anh đường chéo ha. Đó chính là anh ACH. Chúng ta vẽ đường chéo ra. Đây nghe. Thì thầy áp dụng trong tâm giác vuông AHC thì cái đoạn này đã có này, cái đoạn HC này bằng 2 này, cái đoạn này bằng 3. Thì chúng ta sẽ tính ra được AC, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta có là áp dụng định lý vào tam giác này, chúng ta phải ghi rõ nha, ghi Pythagore vào cái tam giác AHC vuông tại H, có ta có AC bình phương sẽ bằng AH bình phương cộng cho HC bình phương. Như vậy đây sẽ bằng là 3 bình phương cộng cho 2 bình phương sẽ bằng đây là 13, đúng không? Suy ra AC sẽ bằng căn bậc 2 của 13 mét. Vậy ta có AC, AC sẽ bằng với BD, hai đường chéo này sẽ bằng căn bậc 2 của 13 mét, và AD sẽ bằng với BC sẽ bằng căn bậc 2 của 10 mét. Xong vậy thôi, dài quá dài anh em à, bây giờ cũng không thể nào mà làm khác được. Được chưa nào? Rồi ok. Được chưa?
Đấy, rồi, ok, như vậy thì phần tính chất chúng ta đã nắm rồi đó. Dài quá dài kìa. Thì phần dấu hiệu thì thầy quan sát nó có hoạt động 3 này, phần thực hành 3 và vận dụng 4. Nó lại một mớ kiến thức nữa các em. Không phải ấy mà nó lại rất là dài. Người ta đưa ra phần bài tập, người ta phải cần phải chứng minh mà. Đúng nè. Chắc có lẽ là thầy sẽ quay cho em phần 3 trong clip sau, phần dấu hiệu này. Được nè. Và clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Chúc em học tốt về phần tính chất chúng ta phải nắm nha. Hai đường chéo bằng nhau và hai cạnh bên bằng nhau của hình thang cân nha. Bye bye các em. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Ok, 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 ok. Hòa đang đẹp các em. Đấy, đẹp luôn.